Hoàng Thắng, kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé. Chim rừng đến đây. Hằng giờ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quần ghê này. Ui, nó quần hơn bồi mình nhỉ. Hơn mồi mình kìa anh em. Gấp ghê các bạn. Này không thấy có con trống đi theo nhỏ, có một con mái. Con mồi chạy qua bên này thì nó mới chạy lên cung lưới các bạn. Thằng ghê. Thằng ghê các bạn. Con này bẫy được chắc mang về nuôi luôn các bạn. Ui ui. Gặp quá. Quay lại anh em ạ, này thằng này lại ai lục luôn này, nắng quá anh em ạ. Đó anh em ạ, vẫn còn sung lắm đó. Ok, con này thắng sẽ mang về nuôi anh em ạ. Không phải gài lục hai mới được anh em. Đó, anh em thấy chưa? Ở đây là một bãi con chim này nó quản lý đây anh em ạ. Đây toàn bạt đồi keo người ta mới trồng luôn. Đấy. Kìa anh em. Đó. Đây là con cốt bổi đây anh em. Con này thắng sẽ mang về nuôi anh em ạ. Phải nó quá là sung luôn anh em ạ. Nó quần cho con chim mồi mình phát tám luôn. Đó. Đây, thắng lại gần của anh em bắt lấy con này nhá. Đây, địa điểm đây. Đấy anh em thấy chưa? Đó. Quanh đây chỉ toàn là đồi keo người ta mới cắt xong thôi. Dưới kia thì nương ngô đấy.
Nãy thằng đánh bên này thì thấy có kêu đấy rồi, có chim kêu úm ở ngoài kia rồi nhưng mà chưa đánh được. Chắc kèo này bắt xong thì thằng cũng về rồi anh em ạ. Trời mới buổi trưa ra mà nắng quá anh em ạ. Đó, con này thì tương đối là đẹp. Tướng con này khá là đẹp luôn anh em ạ. Đây. Đây. Đó. Con này cườm đẹp quá anh em ạ. Này thắng phải nuôi con này làm mồi đây anh em. Quá đẹp anh em ạ. Con mồi mình thì xù nhiều quá, yếu quá anh em ạ. Đó. Rồi. Thì Hoàng Thắng kết thúc clip ở đây. Clip nó cũng khá là dài rồi. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hết clip bẫy cút của Hoàng Thắng. Anh em thấy clip hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Thắng nhé. Để Hoàng Thắng có thêm động lực đi quay những clip tiếp theo để chia sẻ lên kênh cho anh em xem nhé. Rồi. Cuối cùng thì Hoàng Thắng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Ok. Bye bye anh em nhé.